Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire sẽ ra mắt chúng ta, đó là sự kiện mua sạch đồ ngon chỉ 9 kim cương. Cái này nó là bánh xe nhân phẩm. Như vậy tháng này thì khả năng cao là không có shop huyền bí thôi. Đấy, tất cả server khác đều có shop huyền bí, riêng server nào đấy chúng ta thì lại không có shop huyền bí, cay thật sự. Đấy, và tương tự như vậy thì với bánh xe nhân phẩm này chúng ta sẽ không có, đó là thẻ vô cực. Đấy, ở đây tôi không nhìn thấy có thẻ vô cực anh em ạ. Và bánh xe nhân phẩm, bánh xe phâm nhẫn. Đấy, ui dồi ôi, trong này được cái là có khá nhiều đồ để mua. Đấy, có khá nhiều đồ để mua, thậm chí có hai bộ đồ mới luôn. Một là bộ chiến binh sắc màu, cái bộ đồ mà từ cái chiến binh trung tình cái gì đấy. Đấy, được gọi là kiếm sĩ trung tình được sơn lại. Đấy, và sẽ có thêm bộ đồ sát thủ ánh sáng nữa. Ok, và lần đầu tiên quay 55%. Thôi thì 55% thì chúng ta cứ quất vé quay thôi. Đấy, cứ vé quay mà mua anh em. Cái tầm mà giảm giá 40-50% thì cứ vé quay mà mua thôi. Tại vì đằng nào vé quay chúng ta cũng cần phải dùng, 60% thì lại mua vé quay tiếp. Trời ơi. Và ok, nào quay tiếp nào. Tích cực quay tay, vận may sẽ tới nào. Cho phát sinh quả 9 kim cương em nào. Ui, 80% này. Từ ơi, 80% thì mình có phải mua cái gì đấy thật là rẻ thôi. Đấy, ví dụ như là hai cái bộ trang phục thì anh em cứ đợi nó về 9 kim cương anh em hãy mua nhá. Đấy, ui dồi ôi, mà chưa thấy đồ nào cả. Mua cái gì giờ ta? Đấy, 80% thì không sao, mình sẽ dùng 10 kim cương để làm mới lại. Đấy, ui, vẫn đang chưa ra gì. Mua 7 vé quay cũng được. Và 7 vé quay cũng khá là chát tiền, không phải ít đâu. Nào, tích cực quay tay, vận may. Ui, đây rồi, 9 kim cương tươi của nó. 9 kim cương anh em ạ. Và ngon rồi, ngon rồi. Và tôi vẫn đang bị F0 nha anh em nhé. Và mình vẫn đang bị F0, chưa có dấu hiệu được khỏi. Đấy, vẫn đang bị F0, chưa khỏi được. Ok, mình sẽ mua đó là chiến binh sắc màu. Đấy, thì nói chung là bị F0 thì nó sẽ bị đau họng này, nó sẽ bị đau đầu, nó sẽ bị sốt. Đấy, tôi cũng sốt mấy ngày hôm nay rồi. Đấy, hy vọng là anh em thông cảm. Đấy, nếu mà giọng gọi là review đồ thứ nó không được hay thì anh em thông cảm. Tại vì là F0 thì làm nào được bây giờ. Đấy, mình cũng phải cố gắng làm video để review các cái vòng quay cho anh em xem. Ok con dê, tích cực quay tay, vận may chưa tới. Ok, mình lấy bộ chiến binh sắc màu rồi. Bộ này nó là cái bộ kiếm sĩ trung tình nhưng mà nó được sơn lại. Đấy, ui dồi ôi, 45%. 45% thì lại mua vé vòng quay thôi. Đấy, 3 vé vòng quay lấy 66 kim cương cũng được. Đấy, giảm giá 40%, 45% thì lởm thật. Đấy, giảm giá công nhận là lởm thật luôn. Ok con dê, 70% nào. Ui xùi, 70%. 70% mua cái gì ta? Mua katana thời không nhỉ? Hay mua bom keo? Đấy, quả keo này như tôi cũng chưa có hay sao ấy. Nhưng mà thôi cứ mua tạm. 40% này, mình còn 2 ô, đó là 40% và 50%. Và bên Anna Free Fire để cái màu này nhìn nó hơi khó anh em ạ. Và để cái màu này nhìn nó hơi khó thật. Đấy, ok, 168 kim cương, mua thành công. Còn ô cuối cùng là 50% thôi. Và ô cuối cùng 50% thì cũng lại mua ấy thôi anh em. Lại mua mấy cái đồ rẻ thôi. Đấy, cứ giảm giá ít thì mình mua mấy đồ rẻ. Còn nếu mà giảm nhiều thì mình sẽ mua đồ đắt. Tại vì là cái tỷ lệ kim cương khi mà được giảm vào đồ đắt thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, ok, 55% này. Và tươi, 55% thì mình lại mua gì ta? Và 55% mua gì giờ ta? Hay là mua cái thanh katana thời không nhỉ? Đấy, ok, mua thanh katana thời không cũng được. Nhà mình nhiều kim cương lo gì anh em. Đấy, bây giờ mình còn bộ sát thủ ánh sáng mình mua nốt nữa. 80% này, tươi rồi. Và 80% mua gì ta? Và lại kiếm vé vòng quay mua thôi. 80% thì cứ kiếm cái 7 vé mà mua. Đấy, hoặc là mua cái ba lô hay cái gì cũng được, tùy anh em. Đấy, làm mới, mỗi lần làm mới mất 10 kim cương. Anh em đừng tiếc tiền làm mới nhá. Đấy, khi mà mình làm mới thì mình sẽ tốn 10 kim cương thôi, nhưng mà mình sẽ ra được cái đồ mà mình thích. Ok, nào, quay tiếp. Ui dồi, vãi trưởng, vừa 80% thì nó lại xuống 60% ạ. Lởm thật sự. Đấy, ok, mình sẽ mua một cái gì đó. Ok, bao giờ ra 9 kim cương thì mình mới mua bộ sát thủ ánh sáng nha anh em nhá. Đấy, ui, và ok, mua nốt nào. Nào, mua nốt nào anh em. Đấy rồi. Và 9 kim cương. Và 9 kim cương thôi thì mua bộ sát thủ ánh sáng thôi, mua gì nữa. Đấy, 9 kim cương mua bộ sát thủ ánh sáng thôi. Ngon rồi. Thì thật ra bộ sát thủ ánh sáng này ở bên server nước ngoài ấy, thì nó sẽ nằm ở trong vòng quay
và nó sẽ nằm trong shop huyền bí đấy. Nhưng mà riêng về server Việt Nam thì nó lại không nằm shop huyền bí mà nó lại nằm trong cái bánh xe nhân phẩm này. Ok, và bây giờ mình sẽ mặc cái bộ đồ chiến binh sắc màu vào, và cái bộ này thì ở server Ấn Độ nó phát free đấy, nhưng mà riêng về server Việt Nam thì nó lại mất tiền đấy, mặc dù là không đắt lắm đấy, nhưng mà nói chung là cái bộ này thì nó trông, cá nhân tôi đánh giá nó trông còn không đẹp bằng bộ đồ gốc đấy, thật sự luôn, bộ đồ gốc trông còn đẹp hơn anh em ạ. Bộ đồ này trông không đẹp bằng bộ đồ gốc đấy, chả hiểu sao nhìn sơn màu trông buồn cười vãi đấy, sơn màu trông buồn cười vãi. Ok, mình đã sử dụng nhân vật Othor, và ở trong phiên bản OB33 ấy thì con Othor này sẽ tăng sức mạnh, tức là sau khi tiêu diệt địch thì vị trí những kẻ địch khác trong vòng 50m thì sẽ bị phát hiện ra, nhưng mà ở phiên bản OB33 nó sẽ nâng lên là 75m, và cái thời gian thông tin được tiết lộ sẽ tăng từ 4 giây lên thành 6 giây. Đấy, bên Anna FIFA cũng nói rằng là chúng tôi cảm thấy rằng kỹ năng của Othor không nhận được đủ điểm nhấn về mặt chiến lược, chúng tôi mở rộng tầm nhìn anh ấy, giúp anh ấy dễ dàng nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn hơn. Đấy, thì con Othor thực ra ít người dùng lắm, tại vì là cái thứ nhất là ngoại hình nhân vật nhìn nó không đẹp, thứ hai nữa là cái con Othor này, cái kỹ năng nó thực ra là bạn phải gạt giò đối phương thì nó mới hiện cái vị trí đối phương ra. Thì nói chung là cái này nó không có nhiều tác dụng lắm, đặc biệt là ví dụ như là anh em mà sử dụng nhân vật Clue rồi đấy, thì bây giờ cái kỹ năng Othor nó sẽ mạnh bằng kỹ năng Clue luôn, mặc dù nó kỹ năng bị động. Tiếp theo nhân vật Thiva sẽ tăng sức mạnh đấy, tốc độ cứu trợ giúp sẽ tăng từ 25% ở cấp tối đa lên thành 30% ở cấp tối đa. Sau khi giải cứu thành công thì người chơi sẽ được phục hồi đó là 50 HP trong vòng 5 giây. Kỹ năng của Thiva không thực sự ấn tượng với những người chơi theo lối hỗ trợ, chúng tôi thêm một chút sức mạnh cho những lần giải cứu anh ấy, hy vọng đưa anh ấy trở lại meta. Thì cái con Thiva này ấy, thì thời lúc mà nó mới ra ấy, cũng có một số bạn dùng thử ấy, nhưng mà thực ra nó không lợi, tại vì khi mà đồng đội mình bị gục ấy thì tốc độ cứu nó cũng không phải cái quá quan trọng nữa, quan trọng là phải quay được keo rồi các thứ khác ấy, thế nên là cái con Thiva này nó cũng không được sử dụng quá nhiều. Thế nên là ở trong phiên bản này bên Anna tăng thêm một chút sức mạnh, nhưng mà mình nghĩ là tăng thêm sức mạnh như này thì con Thiva nó vẫn đang chưa đủ đâu. Đấy, thực sự con Thiva nó phải tăng thêm tầm 50% tốc độ cứu thì may ra thì nó mới được sử dụng nhiều. Với cả khi mà bắn nhau ấy thì mình cũng chẳng bao giờ kỳ vọng là đồng đội mình sẽ bị gục để mình chạy ra cứu cả. Đấy, nhất là khi trong thời đại lựu đạn các kiểu như này, và kiểu chạy ra cứu phát đồng đội địch nó ném quả lựu phải đi hết. Ok, con dê một pha đẩy lên đến vị trí area kia mình. Lúc này thì mình team địch đang hòa nhau tỷ số 1 đều. Đấy, cay thật sự ạ, và mình đã bị ép không rồi đồng đội còn quýt nữa, cay thật sự. Đấy, đã bị ép không rồi đồng đội còn quýt. Đấy, nói chung là bị ép không thì cũng khá là mệt anh em ạ. Không biết là có anh em nào trên kênh cũng đang ở trong cái tình trạng sức khỏe như mình hay không. Đấy, bây giờ mình đang bị kiểu đau họng này, đang bị mất giọng này, rồi đang bị ngạt mũi này, rồi bị gì ta. Đấy, nói chung là bị rất nhiều triệu chứng, sốt ở khoảng 3 ngày nay rồi. Đấy, ok con dê, thao qua đây bắn nó hỏng người. Đấy, vâng, thờ huyên, à mà thằng nấp đằng sau, ha, thò cái chân ra này, cậu xuống tỉa mày chết. Đấy, thò chân xin cái đầu này, cái tội ngồi bắn nhau với chúng tôi, à móc lốp, à một tình huống móc lốp à. Ui, con này không phải boss rồi, boss sao biết chơi keo anh em, ui hay quá, headshot. Đấy, ui rồi chạy vòng ra lại xin cái headshot nữa, đấy, tâm này đạn sang là vào đầu anh em nhá. Đấy, tầm này đạn sang là vào đầu. Ui dồi ôi, cái này cầm vết Reddick này. Và mình lại xin khẩu vết Reddick của bạn thôi. Mình cầm vết Reddick thì mình bắn cho bạn phải gọi là hết nước chấm luôn. Nói chung là vết Reddick là một khẩu súng rất mạnh, đặc biệt là trong tử chiến. Đấy, thì kỹ năng Othor này là khi mà chúng ta gạt giò đối phương, đấy, thì chúng ta sẽ được phát hiện ra vị trí của tất cả những kẻ địch còn lại. Đấy, nhưng mà nói chung là cái này nó cũng không lợi thế lắm, tại vì thường là ở trong pha giao tranh ấy thì khi mà địch nó bắn ấy chúng ta cũng đã phần nào biết địch ở đâu rồi. Đấy, nói chung là kỹ năng Othor này về cơ bản là có sửa lại thì tôi thấy là nó vẫn phế. Đấy, có tăng sức mạnh thì nó vẫn phế, và kỹ năng Thiva cũng như vậy. Đấy, nói chung là nó cũng không mang lại quá nhiều hiệu quả ở trong game đâu. Đấy, mà dù kỹ năng của Clue thì tôi nghĩ là còn hiệu quả hơn, vì dù sao kỹ năng của Clue thì nó sẽ chủ động mà cho chúng ta quét được, còn ví dụ như là cái con này chúng ta bắt buộc phải hạ gục địch. Đấy, mà phải chính tay chúng ta hạ gục địch cơ thì mới có thể được phát hiện ra vị trí đối phương, còn nếu mà không phải chúng ta hạ gục địch ấy thì nó không nhìn thấy vị trí đối phương. Đấy, nó cũng dở. Đấy, nó cũng dở, mặc dù là được tăng sức mạnh nhưng mà nói thật là cũng không ai quan tâm lắm. Thì mình nghĩ là cái con Thiva, con Othor này phiên bản tới mọi người cũng sẽ vẫn ít dùng, trừ khi là bên Anna FIFA họ mở thêm slot đồ. Đấy, làm sao, ui xùi, bắn này gọi là hỏng người luôn. Lên chơi đó bạn ơi, ai chà, làm sao, ui chụt xong rồi, trượt chân ngã xuống rồi. Vâng, ảo thế nhở, và một tình huống bị trượt chân đến vị trí của Riaki.
À ok, ui nó bắn vào lưng tôi. Đấy, nó bắn vào lưng tôi. Úi thôi, đồng đội mình làm ăn nhanh thế nhở. Vâng, đồng đội mình làm ăn nhanh gọn nhẹ thật sự đấy. Vâng, thịt hết rồi. Vậy thịt hết rồi. Và ok con dê, ok con dê luôn. Đấy, ngon rồi. Làm tí liệu chim mồi, trận này win chặt. Đấy, VNSX bắn ở trong tử chiến. Tôi mới nói với anh em là thôi rồi luôn. Chính là tôi sợ cái khẩu ấy nhất ở trong tử chiến luôn. Đấy, tại vì ở cái trong một cái không gian hẹp mà chúng ta bị đối phương nó bắn giảm thanh xong rồi nó cứ cấu máu ấy thì rất khó chịu. Ok. Đấy, thì có một số bạn thì hôm qua cũng có thắc mắc là giọng của tôi khi mà lồng tiếng clip nó bị làm sao. Đấy, thì là mình đang bị F0. Đấy, đấy, mình đang bị kivot COVID nha anh em nhá. Đấy, mình đang bị F0. Thế nên là giọng của mình nó sẽ hơi bị kém đi một tí. Đấy, giọng mình sẽ bị chán đi một tí. Thì hy vọng là anh em thông cảm. Đấy, lần trước là mình bị viêm họng, mình bị mất giọng, không lồng tiếng luôn cơ. Đấy, lần này thì đỡ hơn. Lần này thì mặc dù bị COVID nhưng mà chủ yếu là chỉ bị sốt thôi. Đấy, chỉ bị sốt thôi, chứ còn giọng thì nó vẫn nói được. Đấy, vẫn có thể đủ để lồng tiếng cho anh em được. Đấy, úi dồi, chạy như một đàn vịt. Đấy, chạy như một đàn vịt. Chạy như một đàn vịt với chúng tôi này. Chạy như một đàn vịt. Đây, mình sẽ hạ thằng này luôn nhá, để nó sẽ phát hiện ra vị trí của mấy thằng còn lại. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, nhìn thằng này luôn. Đấy, chạy đâu con sâu đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ là mạng hỗ trợ ấy thì chúng ta sẽ không thể có đó là cái kích hoạt kỹ năng o thò. Thì đáng lẽ kỹ năng o thò nên sửa lại là bắn gục đối phương để phát hiện ra vị trí của kẻ địch còn lại thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, thấy video của mình lành mạnh bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.